tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Huỳnh Như đây. Hôm nay mình có một tay cho nên mình sẽ làm vậy. Ok, hôm nay trở lại với quả đào trẻ trâu thì mình đã có một cái món tuổi hơ các bạn ơi. Tuổi hơ mình rất là bất hạnh, mình không có biết ăn cái trái này. Hôm nay mình vô tình được một người bạn cho cái trái này thì mình quyết định là rủ mẹ mình làm một cái video để mà ăn cái trái này. Là trái ô môi, ô meo gì vậy? Ô môi. Nó rất là húi. Cái mùi nó hẩm hẩm, không biết là ăn mùi vị nó sẽ như thế nào. Nhưng mà mình chắc chắn là tuổi thơ của mẹ mình sẽ có những ký ức đẹp về trái ô môi này. Hôm nay mình với mẹ mình sẽ ăn trái ô môi này và đưa cái cảm nhận cũng như là kể những cái câu chuyện của tuổi thơ mẹ mình cho các bạn nghe nha. Mình nghe nói đây cũng là một cái cách để chữa bệnh nhưng mà mình cũng chưa biết là bệnh gì. Một chút xíu nữa thì mình sẽ hỏi mẹ mình nha. Ok, let's go. Hello, chào các bạn, các con, các cháu. Môi này hồi xưa rồi cô, hồi thời cô đi học á, cô đâu cần róc, đi học cái mua trái vậy cái, mua trái vậy cái, vô trường khi học cái, để dưới cái học ghế, bẻ từ khúc cắn ăn. Wow. Bẻ từ khúc cắn ăn. Ăn dụng hả mẹ? Cắn ăn dụng mà. Mà cái này cô thấy có cái mùi mà. Mùi. Còn này mình róc ra ăn, ăn rồi còn nhiều. Còn nhiều cái mình ngâm với rượu á, rồi mình để dành nhiều khi mình đau bụng hay là mình tiêu chảy hay là gì đó. Uống vô ăn ly nhỏ nhỏ là nó hết rồi các bạn ơi. Này là chị tiêu chảy đau bụng hả mẹ? Ừ. Chắc ăn, cho một comment uống được. Ăn không tiêu được. Róc vậy ăn nè, còn ăn hết bỏ vô ngâm rượu. Môi nãy chưa được chín dữ nè, chín khô cái mật. Cái này còn mật ướt. Trái này còn mật ướt. Lúc vậy là các bạn biết sao ăn không? Bóp cho nó xéo vậy nè. Bóp vậy nè. Cái nó xức ra, cái xức cái cây này ra, dở ra lấy ăn. Mà miếng này nó hơi dính. Trái này biết con biết sao không? Không. Có sâu. Có sâu hả? Ừ. Có sâu mới gỡ ra nó không tóc. Coi cho sâu bỏ để ngâm. Để ngâm vô rượu uống chứ. Mẹ coi bắt ngáo tới kìa. Mẹ, kìa kìa mẹ. Kìa kìa mẹ. Không quan tâm, con ghẻ, con ghẻ. Không quan tâm, con ghẻ, con ghẻ. Không quan tâm, con ghẻ, con ghẻ. Lụm góc mắt. Lụm hộp gác. Mà ăn này ngon không mẹ? Ngọt ngọt, chứ đâu có gì đâu. Cái mũi kỳ quá, cái mũi thẩm thẩm sao mấy bạn ơi. Tại vì ăn quen. Ăn quen thì ăn ghiền. Cái mùi nó cực kỳ là thẩm thẩm luôn. Không biết là mẹ mình ăn có ghiền không? Mẹ ăn có ghiền không? Hồi xưa ăn ghiền luôn. Hồi xưa đi học mà ăn dụng ô môi. Ngọt ngọt. Đâu con ăn thử thôi. Ngọt con. Nè mấy bạn, mẹ mình chặt cả hai bên. Trái bóp ra rồi vậy. Cái gì kỳ mẹ? Ngọt vậy sao không kỳ? Chát. Có gì đâu kỳ. Ăn rồi lưỡi đang thui luôn á. Đâu đây lưỡi rồi. Ra. Ở từ nay đi học ăn dụng mua môi. Chưa bạn của cô cũng nghĩ vậy. Hai người đó rồi còn sống không? Vô đường là đứa nào ra ngoài đứa nào cũng mua trái ô môi hết. Mày mắc không mẹ, cái này cũng bán nữa hả? Để vô trong học ghế là chưa ăn. Trái lớn thì 500, trái nhỏ 1000. Ủa trái nhỏ anh hả? Nhớ xưa không biết nhiều lâu quá. 200 đồng quá. Đúng rồi. Đối với bọn mình thời bây giờ thì có lẽ không biết cái món quà vặt cái trái ô môi này. Nhưng mà đối với mẹ mình ngày xưa thì nó là cả một bầu trời tuổi thơ luôn á các bạn. Đâu xin mời các bạn ăn thử nha. Nó kỳ kỳ. Ngọt ngọt. Nó bỏ hộp không? Nó ngọt, bỏ hộp, ngọt ngọt. Nhớ ăn không cái hộp kìa. Có ăn đâu? Đó, cái hộp chuẩn bị quất cái hộp đó kìa. Bạn... Ta sợ cái cây nó mập vô ngay cái bụng. À, bớt không bỏ cái hộp luôn. Mới kêu bỏ hộp cũng không bỏ cái hộp ra luôn. Còn mật chưa?
bỏ hộp rồi. Rồi tay chân vậy rồi tập dở sao trời. Mẹ thấy dụ hồi chưa đâu róc gì vậy, cắn cắn cắn. Rồi miệng mồm sao, cái này quýnh còn lỗ đầu là cái răng nào cắn được ghê. Hồi vậy chưa răng chắc lắm. Hèn chi giờ nhăn răng rồi, giờ già rồi. Nhăn giả đâu, cái này quýnh cái gãi đầu luôn á. Nó húi húi nhưng mà ăn càng ăn nó càng ngon. Ngọt có mật nhiều. Ngon quá gì. Xong ăn ăn nhiêu ăn còn nhiêu ngâm rượu rồi. Khi mình ăn cơm tiêu mình uống ly nhỏ như ly uống rượu vậy nè. Rồi đau bụng uống cũng hết. Rồi tiêu chảy uống cũng hết. Con mà chưa hết tiêu chảy chắc con nghiền rượu rồi á. Các bạn có ăn cái trái này chưa các bạn? Nè nó như vậy nè. Dẹp lép á. Trái ù môi. Này giống trái phượng quá mẹ. Này là chị tiêu chảy phải không mẹ? Hàng gian nó chát chát nè. Mà chị ba đâu bị tiêu chảy đâu, chị ba bị táo bón mà. Dành chọt bụng đồ. Chị ba bị táo bón. Chết rồi, nhai luôn con sâu rồi. Coi có sâu. Chát chát là sâu phải không mẹ? Chát thì sâu. Hai béo béo. Béo béo là đàn sâu. Chỗ nào có sâu đó. Wow, lần đầu tiên mình được ăn cái này luôn mấy bạn ơi. Có nhiều trái tuổi thơ mà mình không biết lắm. Tại vì hồi nhỏ mình rất là sướng luôn. Nói chung là đi học về là được mẹ mình đưa nè. Xong rồi về nhà không được đi đâu chơi. Với lại trong xóm mình cũng không có con nít nhiều để mà đi chơi nữa. Mình cũng đâu biết tới mấy trái này đâu. Có mẹ mình xưa, mẹ mình đi từ đầu làng cuối làng đúng không mà. Xưa mẹ mẹ đi chơi dữ lắm phải không? Có đi chơi nhiều. Đi học mới ăn. Vậy hả? Bà đi câu cá ghê lắm mà. Câu cá rô mà câu gần 3-4 thùng. Có không mẹ? Tôi là sát cá. Giờ văng lưới không thấy con nào. Lưới vậy mà không có con nào mày. Bữa hôm mấy kilo không chịu quay. Trời ơi, coi mặt nè. Dính tay tùm lum. Này trái này khô ngon. Mẹ nó khi mà nó có sống rồi nó có đen vậy không? Hay sống nó màu xanh? Không, mọc trắng. Mọc trắng hả? Thiệt không á mẹ? Non là trắng. Mẹ biết không á, mẹ nói nha. Biết. Tên cái lưỡi có đen không? Như cực chó. Cái này có người ta ăn không được, người ta nói. Cái gì? Giống mà cứ kịch sáp. Cứ kịch sáp hả? Giống gì mẹ? Cứ kịch sáp. Ở trong này nó có khoang khoang từng tuần này, giống như là gì ta? Tổ ong hả? Ngăn. Ngăn ngăn giống như tổ ong nè, có cái hộp. Hộp này ăn ngăn ngon mẹ. Ngâm nó mềm nở ra. Ngon. Dẻo dẻo giống như hộp me hả? Ừ. Khá là ngon luôn mấy bạn ơi. Bây giờ mình thấy ăn ngon rồi nè. Chứ hồi đầu nó thúi quá mình ăn không được. Vậy trái nãy nhiều khi thúi á. Không phải, tại cái mùi nó đúng không mẹ? Tại không quen. Khi nãy chị ba ăn luôn cái hộp á. Cái này tính khô. Lâu ra lưỡi rồi. Ghê. Quý miệng mồm kìa trời ơi. Bà với đó miệng mồm hai người. Ăn gì vậy? Ăn cô mơi nó vậy hay sao? Mẹ vậy ăn vụng bị phát hiện thì sao? Cô kêu ra lưỡi ra. Nhắc ma cô một cái. Cố gắng lao. Cố gắng lao ăn vụng mà chuyên nghiệp vậy. Cắn gì không nè. Mà giờ răng giả không cắn được. Hồi xưa đi học ăn ô môi ăn dụng hả? Ta cũng một bài thuốc gia tiền từ hồi xưa tới giờ. Cây này nhìn ngon ghê, cái hộp bữa rồi nè. Mà cái cây nào mật nó khô queo vậy ăn ngọt lắm nè. Đó, đúng không mẹ? Bóp lại như vậy nè. Xong rồi mình gỡ cái này lên. Rồi đó. Cái ăn có đâu. Vi diệu chưa? Ủa bác Năm nói sợ là mình ngâm rượu nó còn dính mật trong đây nè. Bác kêu để luôn cái cây này ngâm mai mốt nó mềm rồi gỡ ra. Cô róc xong rồi nè, các bạn, các cháu ơi, các con ơi. Hồi xưa cô thích ăn ô môi này lắm. Năm 60 năm rồi mới có ăn lại này. Cô bạn nhữ cho chứ cô cũng có đi đâu mua. Rồi ăn xong chọi con nữa. Bây giờ ăn, nãy giờ ăn đã rồi, ăn vài miếng nữa. Còn nhiều cái cô bỏ keo ngâm rượu. Ngon không? Để dành đau bụng đồ uống với ăn tiêu uống gì
nhiều khi chọt bụng đi tiêu chảy hay gì uống cũng hết nữa các bạn. Ngon không? Nhớ mùi không? Ngon. Ngon mẹ cắn thử một cái rồi. Cắn cắn cái vỏ. Mình thắc mắc không hiểu tại sao luôn á. Hồi xưa răng cỏ còn cứng. Cái vỏ cứng vậy mà ăn dụng được hay thiệt. Không tin được luôn á Tiên. Cái kiểu mà cái hàm mà sức mạnh của cá sấu một lần cắn một nửa trái vậy. Mấy tấn vô trong trường cái à. Cắn. Để dưới học ghế lâu lâu rình cắn về mắt ăn. Mấy bạn mẹ có vậy không? Đứa nào cũng vậy. Đâu, kể ơi, coi nhiều khi người bạn của mẹ nghe coi được video này người ta sẽ nhớ tới mẹ. Thôi ăn dụng môi môi chung với bà. Mẹ hồi nãy có một cây có sâu nè mấy bạn. Nhìn mấy con sâu thấy ớn không? Rồi. Có mấy cục cục với hết. Đâu mượn rồi. Coi mày vô em chết, mày chọi vô tao đi, ớn chết luôn à. Sợ nhất con sâu trên đời. Nãy bà sợ sâu mà úp cái chén mưa ớt trên đất á. Ôi chén ngủ vô. Vô. Vô, 100%. 100%. Vô chai này nè, chứ mình muốn hết cái này rồi mình xỉn tới tháng sau luôn á. Tao hửi thử cái rồi. Thủ cốt. Này rượu này nó khá là đặc biệt. Đây mình sẽ cho rượu vô nha mấy bạn. Mai mốt ngâm đang để lâu được 5 2 năm uống. Ôi ơi nó ra nước liền luôn kìa. Nước nó lên màu liền luôn nè mấy bạn ơi. Wow, chắc muôn chai nữa quá. Mình nghĩ là không đủ rồi bạn ơi. Rượu là phải ngâm ngập cái này mới được. Chắc là ngày mai mẹ mình sẽ mua thêm một chai nữa để ngâm. Một chai này là 30.000 á mấy bạn. Rượu này là rượu không có pha cồn. Rượu nếp, rượu nấu từ gạo. Nếp. Đấy. Trên một năm. Ok, thế là được một cái hũ ô môi rồi các bạn ơi. Rượu ô môi. Nói chung là ô môi này nó có nhiều ký ức tuổi thơ và nó cũng có tác dụng thêm là trị bệnh cho mình một số bệnh mà có thể là về bệnh đường ruột, đúng không em? Và chắc là video mà tìm về cái chế tuổi thơ của mình đến đây là hết rồi. Cũng như là hả, mẹ mình cũng nhớ lại cái mùi vị mà ăn dụng năm nào. Hồi xưa tại hồi nhỏ cô với bạn cô rồi đi học á, tới mùa ô môi cái ra tới trường cái mua. Ngộ, mua có được lựa không mẹ? Lựa chứ. Nhiều trái. Mà trái bự lắm, phải trái nhỏ. Nhiều trái. Hồi xưa 5-3 cát gì đó thì cũng... Gì 5-3 cát? Xài lồng su đúng không mà? Ừ, xài là cái ra cái 5 đồng mà có như ngôi sao vậy đó. Giờ còn đó không? Không. Giờ người ta thu thập lại hết rồi. Đại nó chưa bằng 200 rồi đồng hồi đâu mà đúng không? Ăn me mà me dốt mà người ta ngào đường quẹt trong thau vít vô miếng lá cho mình đó. Mình mua cái vậy cũng quẹt hả? Ăn nữa. Ừ. Ngộ vậy. Đâu có bao mẫu. Hồi xưa là xài lá chuối không à. Hay quá ha. Ok các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay của hai mẹ con mình nha. Nếu như thích video này thì đừng quên để lại cho hai mẹ con mình một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ hai mẹ con mình nha. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây rồi. Ok, bye bye, you you. Bye bye. Bye bye, Chu Cà Mò. Nhớ đăng ký cho Như Út cô nha các bạn. Yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye.